Và hôm nay em sẽ ghi hình cho cả nhà xem là kéo lưới sỉ nữa nha cô bác. Có duyên hôm nay mình tới rừng tràm gặp được chú kéo lưới sỉ nữa. Và hôm nay mình sẽ ghi hình cho cả nhà xem nha. Cái dào lưới là 70 mét. Và hôm nay thì được các chị phụ nữ đi theo tiếp với lại chú kéo lưới sỉ nữa nha cô bác. Bữa nay nhân công nhiều nè, nước rút rồi thì cá chạy, đem nhân công nhiều mới làm kịp. Nghề kéo lưới sỉ, cái nghề lưới này thì mai một lắm rồi cô bác, rất là hiếm gặp, lâu lâu mới gặp một lần. Rồi, và đến lúc là ốp lưới lại. Chuẩn bị thu hoạch thôi, rất là nặng nha. Rồi tới khúc quan trọng thì thuyền trưởng sẽ vô giữa ốp lưới. À, chú vô giữa chú ốp cái dừng chì lại nha cô bác. Cá nhảy nha, cá nhảy rồi. Lớn lớn không à? Bữa hổm thì có mấy người nhỏ nhỏ, bữa nay mấy người bự bự không à. Một hai ba hò kéo gì sao ta. À, đây là cái khúc mà chú bắt cái viền, hai cái viền ốp lại đó cô bác, hai cái viền chì ốp lại. Ồ, cá nha, cá chạy rồi đó. Mà gốc hả chú? Ờ cá chốt ha. Nước cạn rồi, nước rút rồi, cá chốt nhiều nữa nha cô bác. Từ từ thôi, từ từ. Từ từ.
từ từ thôi, cá chốt nhiều. Phía ngoài chú, phía ngoài nè, ngay chỗ cái miệng cống đường nước nè. Chạy giận giận luôn á. Vô mẻ 100 kg cá chốt rồi, cho sơm buổi sáng hôm nay. Mấy lưới rồi chú? À, mới 2 lưới rồi ha. Con thấy cái đồng bên Tân Lập, ông kia ông đổ ông bầu vớn 50 kg cá chốt chú. Một bầu một á. Cái tùng lưới rất là lớn. Đó, cái tùng lưới phía sau quá. Quá cái rộng. Rồi sau khi bắt diện lưới đã xong thì bắt đầu cá nó vô cái khúc bầu này nè cô bác. Phía sau này là cái bồng. Bắt đầu thu hoạch lại chỗ phía sau này. Ồ, cái tùng lưới bự lắm nha. Tùng lưới rất là lớn. Nhưng mà lưới sao chú đi phía ngoài này đi, cá nó đổ ra phía ngoài nhiều hơn. Ngoài có kéo khỏi. Tại vì cá bây giờ nó chạy ra mé sông không à. Từ từ, cứ từ từ thôi. Ê, cái chốt trên ấy nó còn đó nha. Đó, 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 đó. Ồ, có cá lóc nha. Có cá bự cô bác ơi. Ồ, cá lóc. Có cá lóc rồi. Này là khúc quan trọng, chậm thôi. Ồ, quá trời cá chốt nha chú. V
ven rừng tràm thì nó rất là dồi dào cá nha cô bác. Thank you.
Sau khi kéo xong thì anh đem qua bên đó anh gặn bã nha cô bác. Bán cá mồi thôi, không bán được cá mắm hả chú? Rồi cá mồi thì giá nó bèo quá, không gạn được cá mắm sao chú? Vậy là cá mồi rất là giá rẻ nha cô bác, có 5-6 ngàn ký à. Cá mắm thì giá được 10 mấy ngàn, chú cũng không làm được cá mắm. Cá mồi cá này được 6 ngàn ký không cô? 5 ngàn rưỡi à, có 5 ngàn rưỡi ký nha cô bác. Nếu mà được qua cá mắm thì giá nó được đỡ chút xíu, 12 ngàn. Đến đây mình em cũng xin dừng video ở đây cô bác. Rồi mình sẽ thêm tập tiếp theo nha cô bác ơi. Coi như là để chú buông thêm một lưới nữa. Và cái video này em xin dừng lại. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em.
Rồi hãy đón xem tập tiếp theo nha. Mình sẽ theo một lưới nữa coi như thế nào đi chú nha các bạn nha. Rừng tràm trà sư. Bên kia là luồng giỡn.